Khiến cho rồi rồi xỉu luôn rồi. Trời trời lấy ơi, nhìn trúng cái đầu. Lấy đầu kê lên chị ơi. Mến chào cô chú anh chị ha. Hiện tại thì anh Thí đã được đưa về tới nhà nè quý bà cô chú anh chị. Ở bên trong thì người vợ đang khóc ngắt bên trong nè quý bà cô chú anh chị. Đó là vợ của anh Thí nha. Thì sau khi anh Thí về đến nhà thì hiện tại bên gia đình rất là xúc động, người vợ không kìm được cảm xúc đó, khóc rất là nhiều luôn bà con chị, rất là đáng thương luôn. Không kìm được cảm xúc luôn quý bà cô chú anh chị. Một người đi biết bao nhiêu người ở lại, và nói chung là cái hoàn cảnh khiến hoàn cảnh khó khăn khiến cho rồi rồi xỉu luôn rồi. Trời trời lấy ơi, nhìn trúng cái đầu. Lấy đầu kê lên chị ơi. Quạt, lấy quạt. Lấy quạt. Quạt đi. Bây giờ mấy cô ra bớt đi. Xỉu luôn rồi. Vợ của anh Thí xỉu luôn bà cô chú anh chị. Kè lấy cái quạt gió. Đây đưa nón đây. Ừ.
Hay nó làm gì đây? เอาที่มาสมัครอยู่ที่สาลูเมนะครับตามตามก็มันจะพาเราที่มันจังกับเฮ้ยกันได้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 กันได
Đó, thì vợ của anh Thí vừa xúc động quá khóc ngắt rồi. Rồi sau này thầy đến đây cũng như là làm cho khỏe lên nè cũng bà cô chú anh chị. Đó. Rồi khỏe rồi, khỏe rồi. Khỏe rồi. Đó, đó là cái phong tục của người Khmer nha. Đưa đi vô cái nhìn thấy chồng khóc nữa nè. Đưa ra ngoài đi, đừng đưa vô. Ra ngoài đi, vô khóc nữa đó. Ở đây là cái gì ảnh nè. Sau khi mà vợ của anh Thí khóc ngắt thì sau đó cũng đã tỉnh rồi quý bà cô chú anh chị. Thì hoàn sang phải chốn không? Ừ, như chốn nó sang có hơi à. Nó tổng mẹ nó phải đây sang của Việt Nam đang chốn không? Hơi à. Nó đưa vô trong nhà rồi nha. Công ty gỗ Bình Minh kinh phí. Quá đông rồi. Bà con kéo đến đông quá ha. Quá trời đông luôn. Không riêng về người nhà, nói chung là thậm chí luôn là những bà con lối xóm người ta vẫn xúc động luôn bà cô chú anh chị. Đó. Bà con lối xóm xúc động luôn. Đó. Cuộc sống hàng ngày của anh Thí này là rất là hòa, ôn hòa, nói chung là hòa thuận với bà con lối xóm cho nên được mọi người yêu thương. Hiện tại thì anh Thí đã được đưa về nhà nghe không bà cô chú anh chị. Sau khi thấy cái quan tài thì người vợ bật khóc, khóc ngắt luôn. Và đã đưa vào trong nghỉ ngơi rồi. Cái áo quan thì được đặt ở bên trong, ở trước là một cái di ảnh nha.
chung là ai xem cũng sót cảnh này cho quý bà cô anh chị. Đó thì quý bà cô chú anh chị khi xem này thì phải dành ra một phút để mà cầu siêu độ cho vong linh của anh Thí được giảng sanh miền cực lạc nha. Bùi Tuyền. Hiện tại thì đang làm lễ cầu siêu nghe quý bà cô chú anh chị. Lễ cầu siêu cho anh Thí á. Công ty gỗ. Đây là công ty gỗ Bình Minh luôn. Cái lãng hoa này là để là công ty gỗ Bình Minh nghe quý bà cô chú anh chị. Bên trong đang làm lễ nha, mình đi ra bên ngoài chút xíu. Bà con lối sớm nói chung là rất là thương vì cái cuộc sống của anh Thí đây gặp nhiều khó khăn, thứ hai nữa là rất hiền lành cho nên bà con rất là thương và cũng đã đến đây chia buồn cùng gia đình rất là nhiều, không chỉ riêng về người thân trong gia đình gây lệ nhưng mà thậm chí luôn bà con lối xóm người ta cũng vẫn gây lệ luôn với bà cô chú anh chị. Trở về còn khoảng mười mấy cây số nữa là tới nhà. Bên ngoài cũng có bà con tập trung ở đây để mà xem về cái tình hình sự việc nữa nè. Bên trong đang làm lễ nha quý bà cô chú anh chị. Thì mình xin tạm ngưng video này ở đây để cho bên gia đình làm lễ. Đến khi mà về mọi vấn đề thông tin này như thế nào, sự việc này ra sao thì mình sẽ đến để cập nhật cho cô chú anh chị em mình xem nha. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.